Thì hôm nay kiểu tiếp tục đổi món cho cả nhà xem cho đỡ chán đó nha ơi. Kiểu hôm nay đi thăm lờ cá nha cả nhà. Hồi nãy kiểu mới chạy ngang cái đầu tiên nhìn thì bị thấy mất tiêu của nhà. Này là cái thứ hai của kiểu nha. Không biết có dính gì không nha cả nhà. Chỗ này sơ sẩy chút là cắm đầu xuống mương liền cả nhà. Cái đầu tiên có gì không? Ôi ơi, dạy còn cá sặc cả nhà ơi. Cá sặc nhiều cả nhà. Toàn là cá sặc thôi. Với lại ốc. Ở đây kêu úp máy bắt cá ra nha cả nhà. Rồi tới cái bẫy thứ ba của kèo luôn nha cả nhà. Đúng là đặt cái gì mất cái đó cả nhà ơi. Mỗi lần mà kèo ra đặt cái gì là cũng thấy mất. Rồi rồi cá sặc chết quá trời luôn cả nhà. Cái lờ cá kèo mới đặt đầu tiên thì đã mất rồi. Quá trời cá sặc quá trời chết rồi cả nhà ơi. Mới vô cái đầu tiên á thì chết quá bệnh tà lụm. Ngoài thì chết cái sặc à. Toàn chó sặc cho nhỏ sặc bự bự không à, quá trời cái sặc luôn, chết cũng nhiều nữa cái nhà. Cái sặc này về mà kho tiêu một cái nha, ngon lắm cái nhà, ốc bự bự không cái nhà. Rồi để kêu úp máy bắt nó ra cho nhà cái nhà. Chỗ này không có chỗ mà để chung quay được cái nhà. Nó có camera hành trình á, mình đeo lên đầu thì dễ. Này kêu cầm trực tiếp trên tay cũng hơi khó cái nha. Này kêu bắt em nó ra. Tới cái tiếp theo luôn cả nhà ơi. Thấy em vô không thấy động tĩnh gì hết. Sao im dữ vậy? Lần đầu tiên kêu đặt cá nha cả nhà. Ui, cá sặc. Toàn là cá sặc cả nhà ơi. Cá sặc này cũng đủ ăn cả nhà. Đặt có mấy cái à? 8 cái cả nhà. Một cái lời dính nhiêu đây là đủ ăn cả nhà. Rồi để kêu úp máy bắt nó ra cả nhà. Tới cái lời tiếp theo luôn cả nhà. Kêu canh thủ xuống tí mé thì gió bật máy quay nha. Ồ cái lờ này nó bị bung, cái lờ này dởm lắm cái nhà. Ủa sâu quá, quá trời sâu cái nhà ơi. Làm sao lấy được đây? Quá sâu, sâu quá. Có cá gì không? Mấy con cá sặc được 3 4 con cá sặc để kêu bắt nó ra cả nhà. Cái lờ thứ 5 luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên đặt lờ cá nha cả nhà, kêu đặt có một đêm mà. Thử mua này về đặt coi có đúng như lời quảng cáo không, kiếm cá ăn cái nhà. Rồi chắc cá gì à? Cá sặc quá. Rồi, cá sặc thì nhiều. Ồ, khu này ít hơn khu trên cái nhà, được mấy con cá sặc à. Đây cái nhà. Được có vài con cá sặc cái nhà. Rồi để kêu úp máy đi 2 3 cái nữa xong cái nhà, 2 cái nó xong nè. Cái bẫy này coi bộ ngon nha cả nhà, dính chim luôn rồi, ghê thiệt chứ, đặt cá dính chim luôn.
chim chích sình luôn rồi. Cái này chắc hơi bị ngon á. Có phi gì không? Cái gì vậy? Trời ơi, cũng con lao kiến cho bá luôn cả nha. Quái đạn thiệt chứ. Coi cái bẫy cuối cùng nó vô lao kiến cho bá luôn rồi cả nhà. Nó vô vậy làm khổ kiều nữa. Vô vậy về là quất một xị khỏe re nha cả nhà. Lao kiến cái này nè. Trời ơi nó bự. Nó sao gà. Bự dữ thân luôn nha. Vậy sao gá té hết lưới luôn rồi. Gỡ cái lau kiến cái nha. Trời ơi sợ nhất mấy con này nè. Con bự muốn bằng cái xấu luôn á. Lâu kiến còn cái này còn gì nói nữa cái nha. Bự lắm luôn cái nha. Thì cái này chắc đặt có 2-3 đêm thăm mới có cá bự nha cái nha. Một cá lau kiến này đem về luôn. Còn chim này cũng tới xô nữa cái nha. Nó xuống ăn ăn cá vô lờ mình đó. Nó chỏ cái mỏ nó vô lờ vậy nó bị dính cái mỏ nó. Chết tại chỗ luôn. Để kêu đem về luôn coi sử dụng được không cái nha. Này thì dính được có mấy con phi cái lau kiến này. Giờ thì thành quả hôm nay được có nhiêu đây nha cả nhà. Đây. 8 cái lờ của kèo dính được nhiêu đây cá nha cả nhà. Đây cá này cái tầm ký cá nha cả nhà. Thì nói chung thì đặt kiếm ăn được nha cả nhà. Kèo đặt thử coi nó êm không. Kèo cũng tính đang tính mua cái lờ cá lóc đó cả nhà. Đi đặt thử cái lóc coi sao. Thôi thì clip tới đây Kiều cũng xin kết thúc nha cả nhà. Thì Kiều cũng xin chúc cả nhà xem clip thật là vui vẻ và thư giãn luôn nha. Hẹn gặp cả nhà những clip gần nhất luôn cả nhà. Chào cả nhà.